Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 21 tới tháng 4 năm 2020 nha anh em. Mình xin có mắt giới thiệu với anh em là chính phôi mai vàng. Hôm nay em lên hàng khá đẹp, bonsai lùng đực cũng có, quá gì cà nào cũng có, mà dáng bay cũng có, thú cũng có luôn anh em. Để đa dạng mặt hàng cho anh em lựa ha. Rồi, để bắt đầu cái số 1 nha anh em. Đây, số 1 là bonsai cánh rừng ha, quá gì cà na ha, lùng lực, dáng thú, quái dị cà na, dáng bay cũng có luôn nè em. À, anh em ưng nào lựa đó ha. Rồi em ơi, nhắc lại số điện thoại của đi em. Số điện thoại là 0939860078 nha. Rồi anh em có thích khi nào liên hệ trực tiếp với Quyền nha anh em. Rồi bên em bắt đầu một cái số 1 là cây bonsai rừng mai ha, quái dị cà na anh em. Ồ, thú đu với nhau không anh em ơi. Dạng thú gì không nè, 3, 5, 6 con thú nó đu với nhau nha anh em nè. Một con nè anh em quan sát thấy ha, à một con nè, hai con nè, ba con, bốn con ha. Này mình làm tác phẩm rừng mai nha anh em, đế thì quýp rồi, khá đẹp, khá quái luôn ha. Rồi cho thông số đi em ơi. Rồi mình đâu còn tổng đi. Tổng. Tổng là 70 nha. Quanh tổng là 70, khá bự nha anh em. Rồi thằng chính nè. Thằng chính đang ngay vị trí này là 21 nha. Rồi quanh thằng chính là 21, mình để tổng chiều cao luôn em. Quanh để tổng là 138. Quanh để tổng là 138. Rồi. Chiều cao là 45 nha. Rồi chiều cao là 45. Cây số 1 giao lưu với giá là 6 triệu 3 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 1 chấm nó là 6 triệu 3. Hỗ trợ anh em ship mà mì tới quá nè. Với giá trời 150 nha. Đó cơ mà cắt sành này nha anh em. Không ăn thôi vậy ha. Rồi ở đây tất cả em bán xong là em xử lý cây cho anh em ha. Tại bây giờ em để vậy đó cho anh em biết cây mới ha. Đó nhìn mà cắt là anh em biết cây mới bứng liền ha. Rồi ok, đã gọn hỗ trợ lo phôi cánh ruột. Rồi tiếp theo mã số 2 anh em, bonsai lùng lực nha anh em. Nở hậu rất đẹp nha, đế 24 giờ nha anh em, đế cũ rất đẹp ha. Mẫu này mới hot trên thị trường nha anh em, đế nè, đế 24 giờ bỏ gói không nha anh em. Khá đẹp ha, chân cành nhịp nhàng rất đẹp nha nè, để cũ luôn ha, đúng là mai vàng vàng ẻo luôn ha nè. Rồi thông số luôn em ơi. Chiều cao là 45. Chiều cao là 45. Quanh thăng ở vị trí này là 41 nha cô chú anh chị. Quanh thăng là 41. Rồi rồi hảo hảo đi em ơi. Quanh đế tổng là 135 nha. Quanh đế tổng là 135. Rồi cây số 2 giao lưu với giá là 4.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 2 giống nó là 4.500.000. Hổ cho anh em ship vào miền Tây Quốc nha Nam. Quá giá chơi cho 150 nha. Rồi đã gõ. Rồi tiếp theo mã số 3 nha anh em, dáng bay quá gì cả nè ha, khá đẹp ha anh em. Cây này vô cây bonsai đẹp ha. Khá quái ha. Ồ anh em ơi, để nè, để như gửi nước vậy nè. Khá đẹp ha nè. Cũng rừng mai luôn ha. Tác phẩm rừng mai nha nè. Khá đẹp. Mà số 3 khá đẹp. Rồi thông số luôn em ơi.
Rồi chiều cao là 29 nha anh em. Quanh thân có cái vị trí này là 20 nha. Quanh thân là 20, thân chính là 20 nha anh em, thân bài là 20 đó. Chiều dài cần bài là 84 nha. Chiều dài cần bài là 84 nha anh em. Cây số 3 giao lưu với giá là 3 triệu 9 nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 3 dám nói là 3 triệu 9 hổ cho anh em với ship mọi miền Tây Bắc ha. Quả cho chơi như một đam mê nha anh em. Rồi, đã gõ hỗ trợ đôi phôi kênh ruột. Rồi, tiếp theo phần mã số 4 nha nè. Dán siêu bay nha nè. Để rất lực ha. Thằng cây rất tròn nha nè. Ở thằng cây này nó tròn ủng luôn nè em ơi. Quá đẹp. Rồi thông số luôn em ơi. Chiều cao là 50 nha anh em. Quanh thân có vị trí này là 35 nha. Quanh thân là 35 nha anh em. Cây số 4 giao lưu với giá là 3 triệu 2 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 4 giá nó là 3 triệu 2 hổ cho anh em ship mọi miền Tây Quốc nha anh em. Quá giá chơi như một đam mê nha. Rồi, hỗ trợ đổi phôi kênh ruột. Rồi, tiếp theo phần mã số 5 nha nè. Dạng thú luôn ha. Xương cành nhịp nhàng, rất đẹp ha. Ồ, khá đẹp ha nè. Rồi, thông số luôn rồi mày. Nhanh gọn lẹ đi, đang chơi nhịn phát một biết rồi. Khá đẹp. Rất duyên cây nha anh em. Chiều cao là 42. Coi, chiều cao là 42 nha anh em. Quanh thân ở vị trí này là 24 nha. Quanh thân là 24 nha anh em. Cây số 5 giao lưu với giá là 2 triệu 4 nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 5 dám nói là 2 triệu 4 hổ cho anh em mới ship mọi miền Tây Quốc ha. Quả dễ chơi một đam mê nha anh em. Rồi hổ cho đổi phôi cái anh ruột ơi. Rồi tiếp theo phải bảo số 6 nha nè. Để nồm ha. Rất già cây bộ đế xù luôn nha. Bộ đế cũng quái lắm ha nè. Rất đẹp ha. Cây già cây xù già cám nhiều nha nè. Quái gì cà nà ha. Mà số 6 ha. Rồi thông số luôn mày. Nhanh gọn lẹ đi, dân chơi nhịn phát một biết rồi. Chiều cao là 58 nha. Rồi, chiều cao là 58 nha anh em. Quanh thân có vị trí này là 19 nha. Rồi, quanh thân là 19. Rồi. Để nó nồm cao tới 34 rồi đó nha. Rồi, để nồm cao 34. Cây số 6 giao lưu với giá là 1 triệu 7 nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 6 giống nó là 1 triệu 7. Hỗ trợ anh em với ship mọi miền Tây Quốc ha nè. Quá dễ chơi một đam mê ha. Để quý vị Việt nha. Rồi xin nhắc là cây mã số 6 giống nó là 1 triệu 7 nha anh em. Hỗ trợ anh em ship mà mình đâu quá ha. Rồi đã gõ. Rồi tiếp theo là phôi mã số 7 nha anh em. Để quý vị vip nha. Chương cành rất đẹp ha nè.
Rồi thông số rồi mày. Chiều cao là 50 nha. Rồi chiều cao là 50 nha Nam. Quỳnh Thăng vị trí này là 24 nha. Quỳnh Thăng là 24. Rồi. Đúng rồi. Bộ đế tổng là 108 nha. Rồi bộ đế tổng là 108 nha Nam. Cây số 7 giao lưu với giá là 1 triệu 9 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 7 giá nó là 1 triệu 9. Hỗ trợ Nam ship mọi miền tốt quá ha. Đây. Nó có cái này tàn phai hơn 5 tháng chứ không có gì nha Nam. Nó cuốn lành nè ha. Bán là phải quay cho anh em rõ ha. Đây đúng cây thiên nhiên ha. Màu gông rêu còn nữa nè. Rồi ok. Đã rõ. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha Nam. Đây phô su nu nha Nam. Và cây su nu ha. Dạ cây su nu ha, mình mẩy lên nu nha nè. Khá đẹp ha. Rồi thông số nhanh gọn lẹ đi. Dân chơi nhịn phát một tao biết rồi. Chiều cao là 40 nha. Rồi chiều cao là 40 nha nè. Quỳnh Thăng ở cái vị trí này là 25 nha. Quỳnh Thăng là 25. Rồi cây số 8 giao lưu với giá là 1 triệu 3 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 8 giống nó là 1 triệu 3. Hỗ trợ em với ship mà mày tới quá ha nè. Quá cho chơi cho 110 ha. Để quyết quyền việc nha. Rồi đã gõ. Rồi tiếp theo là mã số 9 nha Nam. Rồi thông số rồi mày. Nhanh gọn lẹ đi. Chiều cao là 32 nha anh em. Quỳnh Thăng là 19 nha. Quỳnh Thăng là 19 nha anh em. Cây số 9 giao lưu với giá là 1 triệu 2 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 9 giao nó là 1 triệu 2. Hổ trời anh em mới ship mà mình tốt quá anh em. Quá giá trên 150 ha. Cũng đế cũng đẹp thăng quỳ mà đế có chỉ có 1 triệu 2 thôi nha anh em. Rồi cây mã số 9 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Anh em nào có thích thì nào cứ hãy trực tiếp cho Quyền là số 0939860078 nha anh em. Anh em nào có quý hiệp dương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh để có động lực đi săn cây và đi ghi hình phục vụ cho anh em. Thân ái chào anh em. Hẹn anh em video mới nhất sớm nhất.